Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 5. Na-a-man, quan tổng binh của vua Syri, là một người có quyền trước mặt chủ mình được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syri. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Vả, có một vài toán dân Syri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Na-a-man. Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng: "Ôi, chớ chi Chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu Chúa tôi khỏi bệnh phung." Na-a-man đem các lời này thưa lại cho chúa mình mà rằng: "Đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thế này thế này." Vua Syri đáp: "Hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Israel." Vậy Na-a-man đi, đem theo mình 10 ta lân bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Người đem bức thơ dâng cho vua Israel. Thơ rằng: "Khi thơ này đạt đến vua, kìa, ta đã sai Na-a-man, đầy tớ ta đến cùng vua. Vua tiếp được bức thơ này, ấy để vua giải cứu bệnh phung cho người." Khi vua Israel đọc thơ rồi liền xé quần áo mình và nói rằng: "Ông ấy sai người đến cùng ta để ta chữa khỏi bệnh phung cho họ. Ta há phải là Đức Chúa Trời có quyền làm sống làm chết sao? Khá nên biết và xem thấy rằng người tìm dịp để nghịch cùng ta." Khi Elishe, người của Đức Chúa Trời, hay rằng vua Israel có xé quần áo mình, thì sai nói với người rằng: "Cớ sao vua xé quần áo mình? Na-a-man hãy đến tôi, ắt người sẽ biết rằng trong Israel có tiên tri." Vậy Na-a-man đến với ngựa và xe, dừng tại cửa nhà Elishe. Elishe sai một sứ giả nói với người rằng: "Hãy đi tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành và ngươi sẽ được sạch." Nhưng Na-a-man nổi giận, vừa đi vừa nói rằng: "Ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phung." Abana và Bạc Ba, hai sông ở Đa Mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Israel sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao? Vậy người trở đi và giận dữ. Những tôi tớ đến gần người mà thưa rằng: "Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rày người bảo cha rằng hãy tắm thì được sạch." Người bèn xuống sông Giô-đanh và tắm mình 7 lần theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Na-a-man với hết thảy người đi theo bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời. Người đến đứng trước mặt Elishe mà nói rằng: "Bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Ấy vậy, tôi xin ông nhậm lễ vật của kẻ tôi tớ ông." Nhưng Elishe đáp rằng: "Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng ta phục sự mà thề rằng, ta chẳng nhậm gì hết." Na-a-man ép nài Elishe nhậm lấy, nhưng người từ chối. Na-a-man bèn tiếp rằng: "Tuy chẳng nhậm lấy, tôi xin ông cho phép người ta ban cho kẻ tôi tớ ông đủ đất bằng 2 con la chở nổi. Vì từ rày về sau, kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng của lễ thiêu hay là tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. Song nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ cho kẻ tôi tớ ông điều này. Mỗi khi chủ tôi vào trong đền thờ Rimmon đặng thờ lại, thì chống trên cánh tay tôi, nên tôi cũng phải quỳ lại trong đền thờ Rimmon. Vậy, khi tôi quỳ lại trong đền thờ Rimmon, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ điều đó cho kẻ tôi tớ ông."
Elise đáp với người rằng: "Hãy đi bình yên." Khi Naaman đã lìa khỏi Elise đi cách xa xa, thì Gehazi, tôi tớ của Elise, người của Đức Chúa Trời, nói thầm rằng: "Kìa, chủ ta có dâng thứ cho Naaman người Syria, không nhậm lễ vật mà người đã đem đến. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ta sẽ chạy theo người và lãnh lấy vật chi nơi người." Vậy Gehazi chạy theo sau Naaman. Naaman thấy Gehazi chạy theo sau mình, bèn nhảy xuống xe đi đến đón người và hỏi rằng: "Mọi việc đều bình an chưa?" Gehazi đáp: "Mọi việc đều bình an. Chủ tôi sai tôi nói với ông rằng, hồi nãy có hai người trai trẻ là môn đồ của những tiên tri ở núi Ephraim đến. Ta xin ông hãy cho hai người ấy một ta lân bạc và hai bộ áo." Naaman nói: "Xin hãy nhận lấy hai ta lân." Người cố nài, đoạn để hai ta lân bạc và hai bộ áo trong bao, rồi trao cho hai tôi tớ mình đem đi trước mặt Gehazi. Lúc đã đến trên gò, Gehazi lấy các bao khỏi tay hai đầy tớ và để trong nhà mình, đoạn cho họ đi trở về. Người bèn ra mắt Elise chủ mình. Người hỏi rằng: "Ớ Gehazi, ngươi ở đâu đến?" Người thưa rằng: "Tôi tớ thầy không có đi đâu." Nhưng Elise tiếp rằng: "Khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng ngươi sao? Rày há có phải lúc nên nhậm lấy bạc, quần áo, vườn olive, vườn nho, chiên và bò, tôi trai và tớ gái sao? Vì vậy, bệnh phung của Naaman sẽ dính vào ngươi và dòng dõi ngươi đời đời." Gehazi đi ra khỏi Elise, bị tật phung trắng như tuyết. Chương 6. Các môn đồ của những tiên tri nói với Elise rằng: "Nơi chúng tôi ở trước mặt thầy là hẹp quá cho chúng tôi. Xin để chúng tôi đi đến Giô-đanh. Ai nấy sẽ đốn một cây đòn tay, rồi tại đó cất một nơi ở cho chúng tôi." Elise đáp: "Hãy đi." Một người tiếp rằng: "Tôi xin thầy hãy đi cùng các tôi tớ thầy." Người đáp: "Ta sẽ đi." Vậy người đi với họ. Đến Giô-đanh, họ khởi đốn cây. Nhưng có một người đang đốn cây, cái lưỡi rìu văng xuống nước. Người la lên rằng: "Ớ Chúa tôi, than ôi, tôi có mượn nó." Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng: "Nó rớt ở đâu?" Người chỉ chỗ cho. Elise bèn chặt một khúc cây quăng xuống tại chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên và biểu người ấy rằng: "Hãy lấy nó đi." Người ấy bèn giơ tay ra và lấy nó. Vả vua Syria giao chiến với Israel. Người thương nghị với các tôi tớ mình mà rằng: "Ta sẽ đóng trại ta tại nơi nọ nơi kia." Người của Đức Chúa Trời bèn sai nói với vua Israel rằng: "Khá giữ lấy, chớ đi ngang qua chỗ kia, vì dân Syria phục tại đó." Vậy vua Israel sai người đến nơi mà người Đức Chúa Trời đã chỉ cho mình và bảo trước. Người giữ lấy mình tại đó chẳng những một hai lần. Lòng vua Syria bối rối về sự ấy, bèn gọi các tôi tớ mình mà nói rằng: "Các ngươi há không tỏ cho ta ai trong chúng ta là người giúp đỡ vua Israel?" Một người trong những tôi tớ thưa rằng: "Ôi vua chúa tôi, chẳng ai trong chúng tôi hết, nhưng Elise, tiên tri trong Israel, tỏ cho vua Israel biết các lời vua nói trong phòng ngủ mình." Vua bèn bảo rằng: "Hãy đi xem người ở đâu, để ta sai bắt người." Có người đến thuật cho vua rằng: "Kìa, người ở tại Đô Thang." Vì vậy vua sai ngựa xe và một đạo binh rất đông đến Đô Thang. Họ tới nơi lúc ban đêm và vây thành. Tôi tớ của người Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đang vây thành. Người nói với Elise rằng: "Hỡi ôi chúa, chúng ta sẽ làm sao?" Elise đáp rằng: "Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó." Đoạn Elise cầu nguyện mà rằng: "Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được." Đức Giê-hô-va mở mắt người ra,
thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Elishe. Quân Syria kéo xuống nơi Elishe. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: "Xin Chúa khiến mắt quân ấy bị đuôi mù." Đức Chúa Trời bèn khiến chúng đuôi mù theo như lời cầu nguyện của Elishe. Đoạn Elishe nói với chúng nó rằng: "Đây không phải là đường, đây chẳng phải là thành. Hãy theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi đến người mà các ngươi tìm kiếm." Rồi người dẫn chúng nó đến Samari. Khi chúng nó đã vào trong Samari rồi, Elishe cầu rằng: "Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho chúng nó thấy." Đức Giê-hô-va bèn mở mắt họ, họ thấy mình ở giữa Samari. Vua Israel thấy chúng nó thì nói với Elishe rằng: "Hỡi cha, phải đánh chúng nó chăng? Phải đánh chúng nó chăng?" Elishe đáp rằng: "Chớ đánh. Những người vua dùng gươm và cung mà bắt làm phu tù, vua há đánh sao? Hãy dọn trước mặt chúng bánh và rượu để cho chúng ăn và uống, rồi trở về cùng chủ mình." Người bèn bày tiệc lớn cho chúng nó. Khi chúng nó đã ăn uống rồi, người tha cho chúng nó đi. Chúng nó bèn trở về cùng chủ mình. Từ đó về sau, những toán quân Syria không còn loáng đến địa phận Israel nữa. Sau các điều đó, Ben-Hadad, vua Syria, nhóm cả đạo binh mình đi lên vây thành Samari. Trong Samari đang có sự đói kém lớn lắm. Thành bị vây hãm lâu ngày, đến đổi một cái đầu lừa bán 80 siếc lơ bạc và một góc tư ô phân bồ câu bán 5 siếc lơ bạc. Khi vua Israel đi ngang qua trên tường thành, có một người đàn bà kêu người rằng: "Ôi vua chúa tôi, xin cứu tôi." Vua nói: "Nếu Đức Giê-hô-va không cứu ngươi thì ta lấy đâu đặng cứu ngươi? Bởi sân đạp lúa hay là bởi nơi ép rượu sao?" Vua lại rằng: "Ngươi có chi?" Nàng thưa rằng: "Đàn bà này nói với tôi rằng: hãy cho con trai chị, hầu ngày nay chúng ta ăn thịt nó, ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con trai ta. Vậy chúng tôi có nấu thịt con trai tôi và ăn. Ngày mai tôi có nói với người rằng: hãy cho con trai chị hầu chúng ta ăn nó. Nhưng người có giấu con trai mình." Khi vua nghe lời của người đàn bà này thì xé quần áo mình. Bây giờ người đang đi ngang qua trên tường thành, dân sự xem thấy người phía trong mặc cái bao sát vào thịt mình. Vua la lên rằng: "Nếu ngày nay đầu của Elishe, con trai của Sa-phát, hãy còn ở trên vai nó, nguyện Đức Chúa Trời xử ta cách nặng nề." Elishe đang ngồi trong nhà mình và các trưởng lão ngồi chung quanh người, thì vua sai một sứ giả đi trước mình đến cùng tiên tri. Nhưng khi sứ giả chưa đến, Elishe nói với các trưởng lão rằng: "Kìa, hãy xem, con kẻ sát nhân kia sai người đến đặng cắt đầu ta, khá coi chừng." Vừa khi sứ giả đến, hãy đóng cửa lại, dùng cửa xô đuổi nó đi. Các ngươi há chẳng nghe tiếng bước của chủ nó sau lưng nó sao? Người còn đương nói, chúng thấy sứ giả đến. Vua cũng đến nói với Elishe rằng: "Tai nạn này đến bởi Đức Giê-hô-va. Vậy ta còn trông cậy nơi Đức Giê-hô-va làm chi?" Chương 12. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bethany, nơi La-sa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. La-sa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ, Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá xức chân Đức Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lau. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: "Ra không bán dầu thơm đó lấy 300 đơn-nhê đặng bố thí cho kẻ nghèo." Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Hãy để mặc người. Người đã để dành dầu thơm này cho Ngài chôn xác ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn." Một bọn người Giu-đa nghe Đức Chúa Giê-xu có tại đó bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem La-sa-rơ là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại.
các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn Lazarơ nữa, vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giê-xu. Qua ngày sau, có một đám dân đông đến đặng dự lễ, biết Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem, bèn lấy những lá kè ra đón Ngài và reo lên rằng: Hosanna, chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến là vua của Israel. Đức Chúa Giê-xu gặp một con lừa con, bèn lên cởi y như lời chép rằng: Hỡi con gái thành Si-ôn, chớ sợ chi, này vua ngươi đến, cởi trên lừa con của lừa cái. Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó, nhưng đến khi Đức Chúa Giê-xu đã được vinh hiển mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài, và người ta đã làm thành cho Ngài. Đoàn dân ở cùng Ngài, khi Ngài kêu Lazarơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại, đều làm chứng về Ngài. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy. Nhân đó người Pha-ri-si nói với nhau rằng: Các ngươi thấy mình chẳng làm nổi chi hết, kìa cả thiên hạ đều chạy theo người. Vả, trong đám đã lên đặng thờ lại trong kỳ lễ có mấy người Grec đến tìm Philip là người ở thành Bethsaida thuộc xứ Galilê mà xin rằng: Thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giê-xu. Philip đi nói với Andre, rồi Andre với Philip đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng: Giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lại cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Cha ơi, xin làm sáng danh cha. Bây giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng thì nói rằng ấy là tiếng sấm. Có kẻ khác nói: Một vị thiên sứ nào nói với Ngài? Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: Ấy chẳng phải vì ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi. Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. Đoàn dân thưa rằng: Chúng tôi có học trong luật pháp rằng đấng Christ còn đời đời, vậy sao thầy nói con người phải bị treo lên? Con người đó là ai? Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu, hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng? Kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu. Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy, rồi đi và ẩn mình cách xa họ. Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài để được ứng nghiệm lời này của đấng tiên tri Ê-sai. Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? Vả lại chúng không thể tin vì Ê-sai lại có nói rằng: Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải, và ta chẳng chữa lành cho. Ê-sai nói điều đó khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. Nhưng trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Giê-xu, song vì cớ người Pha-ri-si nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng, vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Tuy vậy, Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin đấng đã sai ta đến. Còn ai thấy ta là thấy đấng đã sai ta đến. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa. Lại, nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó, vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng,
chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, nhưng cha sai ta đến đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Ta biết mạng lệnh cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy những điều ta nói thì nói theo như cha ta đã dặn. Chương 13. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Iscariot con trai Simon. Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình đã từ Đức Chúa Trời đến cùng sẽ về với Đức Chúa Trời. Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy, Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ thì người thưa rằng: Chúa ơi, chính Chúa là rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Vả các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài, tại thế cho nên Ngài phán rằng: Các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa, là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn. Nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: Người ăn bánh ta, giở gót nghịch cùng ta. Hiện bây giờ ta nói điều này cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến, để khi việc xảy đến rồi các ngươi sẽ tin ta là đấng đó. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta. Hễ ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta đến. Đức Chúa Giêsu đã phán như vậy rồi thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ ngó nhau không biết Ngài nói về ai đó. Vả có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Giêsu, tức là người mà Ngài yêu. Simon Phi-e-rơ ra dấu cho người đó rằng: Hãy nói cho chúng ta biết thầy phán về ai. Vậy người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: Lạy Chúa, ấy là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Đoạn Ngài nhúng một miếng rồi lấy cho Giu-đa Iscariot con trai của Simon. Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh thì quỷ Sa-tan vào lòng người. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng người rằng: Sự ngươi làm hãy làm mau đi. Nhưng các người ngồi đồng bàn đó chẳng ai hiểu vì sao Ngài phán cùng người như vậy. Có kẻ tưởng rằng tại Giu-đa có túi bạc nên Đức Chúa Giêsu biểu người hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ hay là hãy bố thí cho kẻ nghèo. Còn Giu-đa khi lãnh lấy miếng bánh rồi liền đi ra. Khi ấy đã tối. Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hiện bây giờ con người được vinh hiển và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi con người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho con người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển. Hỡi các con trẻ ta, ta còn tạm ở với các ngươi. Các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Giu-đa rằng các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau.
như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Simon Phêrô thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, Chúa đi đâu? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được, nhưng rồi sau ngươi sẽ theo ta. Phêrô thưa rằng: Lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao? Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta 3 lần. Thi Thiên 116. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi. Dây sự chết vương vấn tôi, sự đau đớn âm phủ áp hãm tôi. Tôi gặp sự gian truân và sự sầu khổ. Nhưng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va rằng: Đức Giê-hô-va ơi, cầu xin Ngài giải cứu linh hồn tôi. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và là công bình. Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót. Đức Giê-hô-va bảo hộ người thật thà. Tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi. Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va trong đất kẻ sống. Tôi tin nên tôi nói, tôi đã bị buồn thảm lắm. Trong cơn bối rối tôi nói rằng: Mọi người đều nói dối. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi thật là tôi tớ Ngài. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai, con đòi của Ngài. Ngài đã mở lòi tói tôi. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài, trong hành lang của nhà Đức Giê-hô-va ở giữa Jerusalem. Hallelujah. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên 3 ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.
Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.